Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 10 tại tỉnh Tiền Giang, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và 19 hội nhà báo các tỉnh thành phố khu vực phía Nam. Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì hội nghị. Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, báo chí đã tạo ra được một khí thế sôi nổi, lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong việc tham gia vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước. Trong đó có việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Riêng báo chí địa phương với đặc trưng khác biệt về địa lý, dân cư, văn hóa vùng miền lại có những phương pháp cách làm riêng trong đấu tranh ngăn chặn các đối tượng chống phá thù địch, nhất là đối với các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Với lợi thế thông thạo và bám sát địa bàn, báo chí địa phương luôn là những người nhanh chóng phát hiện vấn đề, kịp thời xử lý các điểm nóng, giống hồi chuông cảnh báo, đưa ra giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn các quan điểm sai trái, phản bác các thế lực thù địch, góp phần tạo sự ổn định chính trị để phát triển kinh tế ở địa phương.